Ở trong phân khúc cao cấp một chút thì HP có dòng sản phẩm NV, còn ở phân khúc giá rẻ tầm trung thì có phiên bản Pavilion. Pavilion ở đây chỉ là phiên bản Pavilion bình thường nhé, không phải phiên bản Pavilion Gaming. Và các phiên bản Pavilion bình thường như này này thì có một điểm yếu cố hữu trong suốt nhiều năm liền, đó chính là về phần màn hình. Khi mà sử dụng tấm nền TN xong còn có cả một lớp chống lóa thì để dễ hình dung hơn, khi nhìn vào màn hình đấy anh em sẽ giống như nhìn vào màn xương ấy, nhìn hình ảnh xong nó nhìn nó mờ mờ đục đục trông khá là khó chịu. Tuy nhiên với phiên bản đời mới nhất trong năm 2019 này thì điều đó đã được cải thiện. Cải thiện ở đâu? Màn hình vẫn giữ nguyên kích thước 15.6 inch, độ phân giải Full HD. Tuy nhiên tấm nền được trang bị đó chính là tấm nền IPS cho góc nhìn rất tốt, màu sắc hiển thị khá và độ sáng ở mức trung bình. Mình không thấy ấn tượng lắm về độ sáng của mẫu laptop này, ổn để sử dụng trong nhà cũng như làm việc trong văn phòng, còn nếu ra ngoài trời ấy, thì sẽ hơi tối một chút. Còn lại về tổng thể thì cũng không khác gì so với các phiên bản đời trước. Viền màn hình hai bên mỏng, bên trên hơi dày một chút, nơi đặt webcam và mic. Phần thiết kế mặt lưng kim loại với logo HP xung quanh thôi, chưa hẳn logo của HP, xung quanh logo HP làm bóng. Và khi mở máy lên này, anh em có thể nhìn thấy phần khung màn hình này sẽ nâng máy lên một chút để giúp cho hiệu quả tản nhiệt được tăng cao. Đây là một mẫu laptop có mức giá có thể nói là cũng chưa hẳn là rẻ mà cũng chưa hẳn là cao, khoảng 20 triệu đồng, full kim loại, mà lưng là kim loại rồi, đến cả phần khung bàn phím cũng được làm bằng kim loại luôn. Nên điều kiểu anh em có bàn phím mạnh ấy, hiện thực flex chắc chắn là sẽ không thể xảy ra. Và phím cũng được làm rất đẹp, các phím to, các phím bấm nảy, nếu anh em kiểu gõ văn bản trong thời gian dài thì sẽ không gây mỏi tay. Có một điểm đáng tiếc trên mẫu laptop này, đó chính là phần trackpad, khi mà nó kích thước về chiều dài ấy thì hơi nhỏ một chút, còn chiều ngang thì cũng khá đấy. Nếu như mà nó to thêm thì rất là tuyệt vời, khi mà cảm giác gì cũng như tracking là tương đối mượt mà. Đây là một mẫu laptop có thể nói là mỏng nhẹ nên việc tổng kết nối không quá là nhiều thì cũng là một điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên với các nhu cầu sử dụng thông thường thì mình nghĩ vẫn gọi là tạm đủ. Với ở bên cạnh phải sẽ có một khe thẻ SD, hai cổng USB Type A, jack nguồn. Còn sang bên cạnh trái sẽ là nơi đặt đây là cổng HDMI này, cổng mạng LAN dạng ngàm, một cổng USB Type C và jack audio combo, cũng khá ổn với nhu cầu bình thường. Khi mà mẫu bàn phím này anh em không nhất thiết, như mình đã nói ngay đầu, cảm giác sử dụng tương đối tốt, anh em không nhất thiết phải cắm bàn phím ngoài. Còn hai cổng này thì anh em cắm một con chuột ngoài và một ổ cứng gắn ngoài, khá ổn. Có một điểm đáng khen nữa, đó chính là loa. Loa trên mẫu laptop này có thể nói to mồm ở trong phân khúc, khi mà nó cho âm lượng khá là to, chất âm tách biệt. Khi so trong phân khúc thì có thể nói là một trong những mẫu laptop tốt nhất rồi. Cấu hình cũng là một điểm sáng khi sử dụng CPU thế hệ 10 Intel Core i7-1065G7. Tên hơi lạ một chút vì các phiên bản có dòng kiểu G7 này thì sẽ được tích hợp một thế hệ card họa mới, đó chính là Intel Iris Plus, không phải là HD Graphics nữa. Một laptop này vẫn được trang bị thêm một cái card họa, đó chính là MX250 8GB RAM 512GB SSD. Một cấu hình có thể nói là tuyệt vời để làm các nhu cầu văn phòng, giải trí nhẹ nhàng trên các tựa game như là FIFA hoặc thậm chí là PUBG. Nhưng mà anh em lưu ý một chút nhé, PUBG thì FPS sẽ không được ấn tượng cho lắm đâu, nên chơi để giải trí thông thường thì còn tạm được. Theo mình thấy, với 20 triệu đồng thì anh em sẽ có rất nhiều các lựa chọn. Có thể lựa chọn mẫu laptop gaming giá rẻ này, nhưng một mẫu laptop có cấu hình tốt khi so với mức giá, mỏng nhẹ, thời trang như mẫu laptop đến từ HP ở đây thì rất xứng đáng để có một suất trong các lựa chọn của anh em. Ok, nếu như anh em muốn mình làm thêm về mẫu laptop nào thì có để comment mẫu laptop đó ở dưới mục comment video. Xin chào, hẹn gặp lại anh em các video sau.